Giá lợn hơi hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 80.000 đồng một kg. Đặc biệt, lượng lợn hơi về các chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng mạnh qua từng ngày. Nếu như trước đó lượng lợn hơi về thành phố Hồ Chí Minh chỉ ở quanh mức trên dưới 6.000 con một ngày, thì đến ngày hôm nay ngày 7 tháng 2, tức là 26 tháng Chạp, lượng lợn hơi về thành phố này tăng vọt lên 8.300 con. Theo một số tiểu thương, lượng lợn sống về hai chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tăng lên tới 9.000 đến 11.000 con một ngày trong những ngày cận Tết. Điều đáng chú ý là giá lợn hơi đang có xu hướng giảm. Giá bình quân ngày 7 tháng 2 ở khu vực Đông Nam Bộ đang ở mức 78.000 đến 80.000 đồng một kg, khá hợp lý cho cả người tiêu dùng và người chăn nuôi. Thưa quý vị, những ngày cuối năm thì cảng cá Đông Tác thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đã nhộn nhịp hơn so với những ngày thường. Tàu về, tàu đi thì nhiều ngư dân đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương. Những ngư dân này thì sẽ đón Tết trên biển và hy vọng trở về với chuyến biển đầu năm thuận lợi. Đã 10 năm bám biển, đây là lần thứ tư anh Hòa, thuyền viên tàu cá PI96536TS, phường Phú Đông ra khơi đúng ngày Tết. Anh Hòa cho biết, dù không được đón Tết với gia đình, nhưng đổi lại, sau Tết anh sẽ có tiền để trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học. Tết là anh em đã chấp nhận là ra biển phải ăn Tết vui vẻ, vừa làm vừa ăn Tết vậy luôn. Trong những ngày giao thừa thì mình không phải giải lao cho anh em ăn tất niên vài biển. Để chuẩn bị cho chuyến biển Tết, ngư dân này đã chuẩn bị 6.000 lít dầu, 700 cây đá và thực phẩm đủ cho 6 thuyền viên đánh bắt cá trên biển một mùa trăng vào khoảng 25 ngày. Theo kinh nghiệm của một ngư dân lão luyện, Tết là thời điểm thời tiết thuận lợi và cũng vào chính vụ khai thác cá ngừ đại dương. Ông dự kiến thuyền sẽ cập cảng trong những ngày đầu xuân, giá bán cá sẽ cao hơn. Hy vọng là cái chuyến biển ăn Tết mở biển là coi như mình cũng là gặp nhiều cái may mắn, là mở biển ra khơi thì coi như là cũng là cầu mong là cho nó là thuyền ra khơi là coi như là cá đầy thuyền, anh em là cũng sức khỏe, ăn Tết ngồi biển nó cũng là vui vẻ. Nhờ người ta ăn Tết ở nhà cùng mình là mong ước cho nó đầy ghê thắm chắc, lại cùng sức khỏe, anh em trong hoàn toàn đi vô tới nơi tới chốn, ra đi rồi vô tới nơi. Năm 2020, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của Phú Yên đạt hơn 3.000 tấn. Tỉnh vẫn duy trì 119 tổ đội sản xuất an toàn trên biển. Bà con ngư dân tin rằng chuyến biển Tết cũng là chuyến mở đầu cho một năm đánh bắt may mắn của họ. Trái ngược với thị trường Tết các năm trước, việc tiêu thụ gà lông màu vào những ngày này vẫn rất ế ẩm. Nhiều trại có gà trống đẹp mã phục vụ nhu cầu ăn Tết, cũng lễ vật đang chật vật tìm đầu ra. Giá gà trống thả vườn hơn 6 tháng cao nhất hiện cũng chỉ bán với giá là 80 đến 90.000 đồng một kg. Giá gà công nghiệp bán ra tại trại trên dưới 35.000 đồng một kg. Giá gà mía Sơn Tây bán buôn hiện từ 70 đến trên dưới 80.000 đồng một kg. Giá gà lai trọi đang được thương lái thu mua ở Bắc Giang, Ninh Bình từ 45 đến 48.000 đồng một kg. Giá vịt thịt ở các tỉnh phía Bắc cũng đang được giao dịch ở mức thấp từ 23 đến 27.000 đồng một kg. Giá vịt thịt bán buôn ở các trại các vùng phía Nam cao hơn cũng chỉ đạt trên 30.000 đồng một kg. Chợ nổi Cái Răng được xem là khu chợ nổi sầm uất và nhộn nhịp nhất miền Tây. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là xuồng ghe lại tấp nập không khí rộn ràng. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát nên dù đã cận kề Tết Nguyên đán, song việc buôn bán của các thương hộ tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận sau của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Ông Nguyễn Văn Biết, thương hộ đến từ tỉnh Kiên Giang, đã gắn bó với nghề 30 năm, nhưng chưa thấy năm nào chợ vắng như Tết này. Ông mong mình bán hết hàng hóa để về với gia đình. Thì hết trong giỏ đồ mình chạy ra lấy nữa, đi bán nữa. Lùng tháng 2, tháng ngoài không chừng. Từ Vĩnh Long sang chợ nổi Cái Răng mưu sinh. Cả chuyến đi và chuyến về của ông Trắng thường mất dăm 3 ngày. Những ngày cận Tết thì lâu hơn, có khi cả tuần mới trở về nhà. Tết này có lẽ là cái Tết ảm đạm nhất trong 20 năm làm nghề của ông Trắng. Nếu mà so với năm rồi là 10 năm nay khoảng chừng có 6 thôi, 6 hoặc 7 thôi chứ không bằng là năm rồi được. Năm nay chú mọi năm thì
cái thời điểm này là chú đi chú gãy, chú nhận hàng về chú bán, nhưng mà năm nay hàng quá nó yếu quá cho nên chú không có đi. Chú ở lại đây để chú gọt khóm cho khách du lịch. Năm qua nhiều thương hộ đã lũ lượt chia tay chợ nổi Cái Răng để tìm kế mưu sinh bền vững. Một số ghe đã bỏ lên bờ hoặc về quê sinh sống, còn các ghe ở lại, một số do quá nặng nợ với chợ nổi, với dòng sông, số khác thì do chẳng biết chuyển nghề nào khác sau chục năm gắn bó. Để phục vụ nhu cầu đón Tết Nguyên đán Tân Sửu thì các nghệ nhân trồng hoa, cây cảnh đã tung ra nhiều loại hoa, cây cảnh mới, đẹp và độc đáo. Bên cạnh các giống hoa đặc trưng của phương Nam thì năm nay một số vựa kinh doanh hoa kiểng tại thành phố Cần Thơ đã nhập về nhiều hoa kiểng, trái cây quý từ các tỉnh phía Bắc và những chậu bonsai đào rực rỡ đang được người miền Tây đặc biệt ưa chuộng. Những ngày này, dọc đường Nguyễn Văn Linh thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được tô điểm bằng những chậu bonsai mai đào rực rỡ sắc hồng và những chậu quất, cam, bưởi, trái sum suê. Anh Ngô Nhật Trường, chủ vườn kiểng này chia sẻ, trong dịp Tết Tân Sửu năm nay, nhận thấy nhu cầu sở hữu hoa kiểng trưng Tết của người dân Cần Thơ, nên anh quyết định nhập thêm hoa mai đào dạng bonsai về. Dân gian mà anh không sử dụng thuốc, thì em là các anh không chế nước, nghĩa là anh cắt nước cho nó, để cho nó khô, thì cái hoa nó sẽ nở chậm hơn so với khi anh trung cấp đầy nước. Còn khi mà muốn trông cho nó hoa nở nhanh thì bắt đầu khi gần cận Tết thì anh mới cho nó nhiều nước và anh đưa ánh sáng nhiều, nắng nhiều thì hoa nó sẽ nở. Những cây mai đào đều có dáng bonsai như dáng long, dáng thác đổ. Chậu mai đào dáng rồng có chiều cao 2m, ngang 2m2 và hoành 45cm. So với hoa đào trắng thì mai đào đỏ nở sum suê hơn, cây có nhiều nụ hoa hơn. Dự tính hoa nở rộ vào 29-30 tháng Chạp và kéo dài qua rằm tháng Giêng. Hiện mỗi chậu hoa mai đào có giá từ 1.300.000 đồng đến 34 triệu đồng. Hàng ngày thì anh ra khoảng chừng 20-30 đơn, thì cái số lượng tùy theo cái nhu cầu của khách, thì có thể là cây to cây nhỏ, nhưng mà anh lượng khách của anh rất là đều đặn, khách có thể tới tại shop hoặc là khách hàng mua online. Ngoài hoa mai đào, chủ vựa kiểng còn nhập về nhiều loại trái cây trưng Tết lạ mắt như cam canh, bưởi diễn Hưng Yên, cam Mỹ, quýt đỏ Thái Nguyên, quất Hồ Lô, nho Ninh Thuận hay Phật Thủ. Các sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến khoảng vài triệu đồng. Khi chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Tân Sửu, các tàu đánh bắt biển khơi của ngư dân Nha Trang đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi đánh bắt kéo dài gần một tháng và được coi là chuyến đi ngư dân phải đón giao thừa trên biển. Những ngày này, tại cảng cá Hòn Rớ luôn diễn ra không khí nhộn nhịp khi các tàu đánh bắt biển khơi tất bật chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu để các tàu sẽ rời bến vào 20 tháng Chạp âm lịch để vươn khơi đánh bắt trên các vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Biển Đông. Do mỗi chuyến đi phải kéo dài gần một tháng, nên ngư dân rộn ràng chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi ăn Tết trên biển. Ngoài xăng dầu, nước đá, ngư dân còn mang thêm các hương vị Tết như bông cúng, mứt, hạt dưa, củ kiệu, bánh chưng phục vụ cho chuyến đi biển, được coi như chuyến đi 2 năm. Bến đi ngày 20 đó này, cứ không biết ngày nào vô đi đó này, kế nhiều thì mẹ cậu cho cứ vô sớm làm vòng một trong vòng biết tới ngày mùng 9 quay lái. Anh em chuyến này đi ăn thích biển thiệt này, bình an gì vui vẻ. Ngư dân cho biết vào thời khắc giao thừa, mấy trăm tàu đánh bắt cá của ngư dân trên vùng biển Trường Sa sẽ liên lạc đến tập trung cùng chung một tọa độ để đón giao thừa trên biển, thể hiện vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết đến xuân về cũng là lúc mà các làng nghề truyền thống tất bật chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tỉnh Thái Nguyên thì hiện có trên 250 làng nghề truyền thống và mỗi độ Tết đến xuân về thì các làng nghề lại sôi động hơn. Ghi nhận không khí hối hả của bà con của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Làng nghề bánh chưng bờ đậu tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương hiện có trên 50 hộ gia đình làm bánh chưng. Vào dịp Tết, bình quân mỗi hộ làm hơn 200 chiếc bánh một ngày với giá dao động từ 30-50.000 đồng một chiếc để bán cho du khách thập phương. Tết này, nhiều hộ trong làng nghề đã làm thêm nhiều loại bánh chưng mới như bánh chưng nếp cẩm, bánh chưng cốm, bánh chưng gấc. Từ khoảng rằm trở ra thì là chúng tôi sẽ phải huy động tới khoảng độ 10-15 nhân công, thêm với lại nhân công của gia đình nữa thì mới đủ đáp ứng. Như tôi thì là chủ yếu là ở thị trường Hà Nội là nhiều nhất. Thế còn ngoài ra thì tất cả các tỉnh, ví dụ như là Nam Định này, Thái Bình này, thế rồi Quảng Ninh này, Hải Phòng này. Cái khách đi lại
năm nay có hạn chế, nhưng mà do cái quảng bá chúng tôi sẽ bán trên mạng, bán trên hàng online thì tiêu thụ được nhiều hơn. Như bình thường như nhà tôi năm nay thì kế hoạch là sẽ gói độ trên dưới 10.000 cái bánh chưng để phục vụ bà con trong cái Tết Nguyên Đán. Nhộn nhịp rực rỡ hơn nữa là làng đào Cam Giá thuộc thành phố Thái Nguyên. Cả làng hiện có hơn 220 hộ trồng đào với diện tích khoảng 17 hectare. Ngoài giống đào của địa phương, người trồng đào còn ghép mắt đào phai, đào bích cung cấp cho thị trường. Năm nay thời tiết thuận lợi nên đào cho nụ đều và to, lượng khách hàng đến đặt trực tiếp tại vườn cũng nhiều hơn mọi năm. Hơn 2.000 gốc đào, toàn gốc đào cổ thụ. Bé nhất là 2 triệu và to nhất cũng là tầm khoảng độ 3-40 triệu. Và xu hướng năm nay khách chơi đào là tôi cũng cho thuê cũng được khối được tầm hơn 100 gốc rồi, là những cái gốc cổ thụ to kia là đều có khách đặt hết rồi. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp cho các làng nghề truyền thống đặc thù của địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống của quê hương.